Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, tôi xin review lại cho các bạn xem quá trình cẩu cây mai vàng Nam Bộ lên xe. Dự đoán cây mai này có tuổi đời gần 100 năm tuổi, hoành gần 1 mét, dáng bay, được một đại gia tỉnh Cà Mau mua từ tỉnh Hậu Giang với giá gần 500 triệu đồng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi quá trình đưa cây mai lên xe và xem hình dáng độc lạ của cây mai này. Mình không. Cái mai này chứ gỡ bao nhiêu năm trời? Hả? Mai này gỡ bao nhiêu năm? Trời ơi là trời kìa. Hết biết luôn rồi. Không, con không biết, mai không con biết. Ngày giờ cỡ chắc cỡ 80 năm quá trời. Hết biết cái mai luôn rồi. Cái này chở gì đâu hả mình không? Xe này, xe này Cà Mau nè. Cà Mau nè. 89 nè. Đại gia Cà Mau mua. Cà Mau. Mua khoảng vừa đại gia Sài Gòn. Đại gia, chở chạy lẫn khó à, quên chạy. Cái này ở đâu trả lời ta? Này mình đây nè. Đây hả? Đây nè. Đây cho này. Cô ơi cô, cái này bao nhiêu năm vậy cô? Rồi, người ta mua nhiêu? 200 triệu hả? Hết hồn vậy trời. Cây bữa hổm nhiêu năm? Cây bữa hổm nhiêu? 500 hả? Dưới cái này nữa hả? Dữ lắm, đẹp lắm. Vậy là người ta uống sẵn rồi, người ta làm sẵn chưa nè. Hai trăm kiểu gì người ta trồng ở nhà người ta không có uống á. Kè lên nè kìa. Đi ra. Đi ra chỗ khác đi. Ra đi. Nó chọi cái mũi rồi. Kéo cái mũi rồi. Đi ra đi. Ra là hết đi.
Bà sợ, bà sợ. Dạ, mai. Gió bự hả? Gió mai. Cô gia cái bà tốt không? Gió mai đẹp. Đẹp là tốt không? Nhưng mà nó không có bà. Gốc cho cái hơn mét của ta. Tám rồi, bốn con. Lúng bể rồi kìa. Lúng, nặng lắm mà. Nặng dữ lắm. Xe là xe dữ mà. Còn không xe dữ hơn nữa mà nó không xuống đây nữa. Nó chạy lúng ngang luôn đó, nó lắng ngang luôn đó, có lần luôn đó. Có, không phải xe đó, xe đó. Khác nữa. Xe đó là xe quay bưng đêm đó. Nó quay lén. Nó quay lén. Đúng rồi. Nó qua đường. Cái đó là xe quay lén mình thôi. Dạ. Còn cái xe kia nó quay thuốc sẵn, nó quay lại ở đây nè, rồi nó ghe ra nó đi luôn. Dạ. Bung gốc, nó bung gốc rồi. Nó đậu ngoài lậu á, rồi nó học cái cần dài lắm, dài hơn cái cần này, dài dữ lắm, dài. Nó học xuống tới dưới này luôn. Dạ. Cây mai này tính ra cái gốc không nhỏ là cây mai, nhưng mà cái mặt này nó khoảng 500. Mấy thằng quỷ này mà lên thành phố chân một cái giá 1 tỷ quá, thì đổ luôn. Nó mua mẹ 500, nó chuẩn chỉ người ta là 20 triệu, nó mới bán đúng hơn 5 triệu, nó lại 525 triệu rồi, luôn cái này nó là cho nó bán một tỷ đúng rồi. Mẹ lên chảnh là nó hốt liền. Dạ. Oh.
Chị vô kìa, vô kìa. Cắt kêu đi, cắt luôn. Thank you.